tắc đen láp. Gì kéo qua ly nữa hả? Đánh động luôn rồi. Bữa nay có si cô ở Đồng Nai xuống tập thử kiếm si cô. Có họ lên sơn rồi đúng rồi, những con lương ông thích những cái hình ảnh này á cô chú. Mấy em lương mà vô đây là chỉ biết dãy dãy thôi, không có hổng lọt vô khách sạn nè. Chụp hình ngắn nha, không có một ngàn người nữa đó. Con nghiêng ơi, con nghiêng. Cái đó
con có phỏng vấn các cô chú đến từ tỉnh thành mà nãy giờ dắt cục đá quên hết trơn rồi cô chú ơi, nhớ được mấy cô chú không? Thank you.